Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp claim 300.000 tóc cần có ký hiệu là BKF Uniswap và một con nữa là Sushi Swap nha bạn. Thì đây là một sàn DEX nè các bạn. Nó sắp ra mắt. Đây là sàn giao dịch phi tập trung, lộ trình của nó thì các bạn vào đây các bạn đọc nha bạn. Thì để claim được 300.000 tóc cần Sushi Swap thì các bạn cần click copy các bạn liên thứ nhất chứ mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt cái chocolate mình ra nữa. Thì các bạn cần phải có một chút phí BNB nha bạn. Các bạn chọn một đáp nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn chọn gỡ nè. Đây thì cái kèo số này cũng hên xui các bạn. Những hai kèo này các bạn có thể mua phi sale được đó các bạn. Mình thấy khá là ổn đó. Đây thì mình không khuyến khích các bạn mua nha các bạn. Đây nó kèo số thì hên xui. Thì hiện tại giá của BNB sụp khá là căng luôn nha các bạn. Rồi bạn bấm vào claim là con BKF Uniswap nè. Rồi bạn bấm kết nối này. Các bạn sẽ tốn giao dịch 0.0005 BNB của khoảng 0.2 đô các bạn, rất là rẻ luôn các bạn. Bấm chấp thuận nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn claim một con tiếp theo nữa là con Sushi Swap nha tất cả các bạn. Đây con này nè các bạn. Các bạn thì copy cái link đó nha các bạn. Rồi các bạn không chọn vào trình duyệt đáp với chocolate mình dán tiếp theo nè các bạn. Con kia nó đã về đó các bạn, mình tiếp tục con này nha các bạn. Tiếp tục các bạn claim với con Sushi Swap nè các bạn. Các bạn có thể mua main bay con Sushi Swap cũng như là con Uniswap là mình mua tối thiểu là 0.05 BNB nha các bạn. Thì bạn muốn mua thì bạn bấm vào một bài để bạn mua nha các bạn. Rồi mình claim free airdrop cho các bạn. Bấm vào claim bạn kết nối tiếp tục. Các bạn chờ chút xíu để cho nó lót các bạn. Các bạn cũng tiếp tục xác nhận giao dịch tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận. Các bạn cũng sẽ tốn 0.0005 BNB khoảng 0.2 đô các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Ok, thì hai con chắc của Uniswap và Sushi Swap mình còn để cho phần link mô tả dưới video cho các bạn nha bạn. Các bạn chỉ việc copy cái hợp đồng của nó cái gì. Rồi các bạn dán vào dưới chocolate của tất cả các bạn thì nó hiện ra tất cả các bạn. Mình đã nhận được 300 token của Uniswap nè. Rồi, để mình qua mình tiếp tục mình lấy con chắc của Sushi Swap nữa các bạn. Đâu ta? Các bạn chờ xíu nha các bạn. Ok, mình đã về được 300 luôn các bạn ơi. 300 tục cần BKF Sushi Swap luôn các bạn. Rồi các bạn copy nè. Chứ không phải là 250 nha các bạn. Rồi các bạn vào class cho bạn gọi lên. Hai kèo này khá là ổn đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào tự động thêm đồng tiền mã hóa, các bạn có dán địa chỉ hợp đồng vào nè. Tên thì ký hiệu sẽ tập phân. Phân tên tôi cần Sushi Swap nè. Số tập phân là mấy ta? Số tập phân là 8 các bạn. BKF Sushi. Tên số tập phân là 8 nè. Ký hiệu là BKF Sushi nè. Rồi các bạn việc bấm làm xong nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 300 tốc cần BKF Sushi. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim hai con tốc cần Uniswap và BKF Sushi Swap nên kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.